Dương thì Dương Phúc. Con tim em thấy lòng đè đêm đau thấy máu mắt nồng. Bước đi em về chẳng còn ai mong. Xin chào anh chị các bạn mình nha. Ngày hôm nay em sẽ review chi tiết thực tế bên ngoài cho anh chị các bạn mình. Đó là dòng lo phát vai đây. Nó vui hơn chị các bạn mình nha. Đây là dòng do sách tay của lo bét Z20. Đó. Mấy 20kg thôi. Nói chung thì con lo này thì hiện tại bây giờ nó đang rất là bán rất là chạy và được anh chị các bạn săn đón rất là nhiều. Hôm trước em cũng có review ở trong nhà rồi, nhưng ngày hôm nay sẽ review ngoài thực tế, ngoài công viên cho anh chị các bạn mình xem cái mức độ âm thanh của nó to lớn và hát hay như thế nào ha. Rồi lại đây em sẽ chi tiết cho anh chị các bạn mình xem ha. Chút xíu nữa em sẽ cưa thùng và đập thùng cho anh chị các bạn mình. Rồi bên ngoài công suất của nó là 80W nha anh chị. Nếu mà công suất tối đa, đây là công suất của loa mạch, công suất tối đa của nó là 200W. Thì bờ Bluetooth của mình là 8 5.0. Thì bờ Bluetooth này rất hiện đại bây giờ cho anh chị các bạn mình. Bờ Bluetooth này thì giúp anh chị các bạn mình là phân giải nè, âm thanh rất là tốt. Thì nó sẽ có bo này là nhỏ thôi nhưng mà nó có reverb nữa. Và chút xíu nữa anh chị các bạn mình sẽ được thưởng thức một ca khúc về hát về reverb và echo kết hợp lại với nhau như thế nào ha. Còn đây là cái kích thước bên ngoài của nó nè, là 30 x 37 x 62 cm. Rồi bây giờ em sẽ đập hộp cho anh chị các bạn mình xem. Lo này thì rất là thuận tiện cho anh chị các bạn mình đi du lịch nè, dã ngoại bên ngoài mình đem ra đem theo thì rất là nhẹ. Một chị nữ nào mà khỏe khỏe xíu á mình đem đi theo cũng được. Đây. Thấy là xách tay thôi nhưng cũng khá là nặng nha anh chị. Rất là thuận tiện cho anh chị các bạn mình đem ra ngoài. Cái này mà hát dòng nhạc acoustic nè, vì nó có ngõ guitar cho anh chị các bạn mình sử dụng. Những bạn trẻ mình sử dụng ngõ acoustic, chơi guitar, chơi ọt là mình gắn vào đây. Nó có hai ngõ, mình vừa gắn guitar vừa gắn ọt luôn cũng đều được hết. Nó ra hết nha. Âm thanh về nhạc cụ của nó thì rất là tuyệt vời. Xin chị các bạn mình luôn nha. Ở đây là phần bo mạch, nhìn rất là đẹp luôn ha. Có USB nè. Và có một kết nối lo, hai lo không dây lại với nhau. Giống như một bữa tiệc anh chị các bạn mình muốn sử dụng hai con á, thì mình chỉ cần bấm kích hoạt cái nút này TWS là anh chị các bạn mình kết nối hai dây không lo với nhau, hai lo không dây ha. Rồi xin lỗi anh chị các bạn mình. Đây là bo reverb nè, reverb thì lo nhỏ rồi hát rất hay. Xin chị các bạn mình chỉ cần nghe một âm thanh chút xíu thôi là anh chị các bạn mình mê nó liền ngay lần đầu tiên luôn ha. Rồi giờ mình ra phía trước ha. Phía trước của nó thì sẽ có một chép và một bass ở đây. Giờ tháo cho anh chị các bạn mình xem nha. Còn nâng cấp hai chép cưa ra cho anh chị các bạn mình xem nha. Đây một bass và hai chép ở đây nha anh chị. Đó, thực tế để khui ra cho anh chị các bạn mình thấy thực tế nha. Nhưng ở nhà anh chị các bạn mình cũng hạn chế ha, tại có em nhỏ ở nhà á, khi đụng vô cái bát này rất là mỏng, đụng vô mình phải là bị đụng á. Đây hai bát rất là đẹp. Rồi bây giờ tới phần chi tiết mở nhạc và test nhạc và karaoke, thì sau đây em sẽ mời bạn Được vào sẽ test nhạc karaoke cho anh chị các bạn mình xem nha. Rồi xin mời bạn Được nhé. Vừa chưa ghép rồi tha hồ mà cắt các bạn. Rồi xin chào mọi người, lại là em đây. Lại là em được đầu xăng đây hôm nay. Và em sẽ test một đoạn nhạc remix trên chiếc loa Bass Z40, một mẫu loa vác vai mới nhất 2022. Loa này là phù hợp cho chị em phụ nữ mình vác vai, tập gym, tập tạ, cũng như là micro rất là dài 20cm. Yeah.
không là mơ như lời thơ ngày đó. Trường đời ôi lắm nỗi trôi bằng lăng hoa tím. Vâng, và sau đây em Hữu Được và ca sĩ Thành Lâm vừa mới tuyển ở Bình Dương về. Hôm nay sẽ rất vui và cũng như tết một đoạn karaoke trên chiếc loa Z20 cho tất cả tất cả các bạn mình cùng nghe một ca khúc nhẹ nhàng trữ tình, một bài hát được mang tên Người Lạ Thoáng Qua. Mọi người cùng đeo tai nghe và cảm nhận chất âm đến từ chiếc loa Z20 nhé. Xíu đi vào lấy và buồn năm đầu về sầu bảy. Phải chăng lúc này em có một người thế thay, họ cho em nhiều bên em sớm tối luôn chiều, còn anh chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đau đến tận cùng nhưng vẫn ra vờ hạnh phúc. Phải chứ lúc này tất cả chỉ là giấc mơ. Một thương hai trời em đi anh cũng không ngờ, đành ôm kỷ niệm cô đơn mình anh với đi. Đâu đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Vậy mà em đã buồn tay anh rồi, buồn đau anh khóc, anh than với trời. Sao anh nhận lại bằng không? Nhìn hoa thấy lá như em thấy lòng. Sao tim anh không ngừng nhớ mong? Đến bao giờ mới quên được người mình yêu? Wow, một bài hát rất là hay và cũng xin được kết thúc video ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả chị và các bạn mình đã lắng nghe và xem hết video. Mọi người có nhu cầu tư vấn về loa có thể liên hệ em 0915486462 hoặc 0962809867. Ba địa chỉ chi nhánh loa kéo cửa hàng loa kéo Tiso Gò Vấp, Phan Huy Ích 448-20-4 và loa kéo Tiso quận 8-C3-29 Phạm Hùng, loa kéo Xì Rẻ Bình Dương số 1 đường số 2, khu dân cư Hiệp Thịnh 2 Thủ Dầu 1 Bình Dương. Rồi xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.